tìm được mấy cái rồi? Chị chưa có. Chỉ có một mình em có thể khám xét chị được thôi. Chị Ngọc, đứng im. Trời ơi, chị nói không có mà, có là chị để cho em rồi. Từ từ, Quy ơi, chạy đâu dữ vậy? Lát nó chạy thiệt. Đây, chúng ta tới rồi. Xin chào. Ôi, mệt quá. Hãy tìm đủ 8 chiếc điện thoại có logo Gunmin Man. Mặc xé bản tên của người khác để cướp điện thoại. Người duy nhất lấy đủ điện thoại đem đến địa điểm chung cuộc sẽ trở thành anh hùng mạnh nhất. Nhưng mà bây giờ mình chốt với nhau một điều nè. Có điện thoại sẽ phải bỏ đây nha. Không nghiêm cấm các thể loại nhét dấu gì nha. Ủa, cái đó là tùy chứ, người ta muốn làm gì thì làm. Không biết nha. Cái đó là sai nha anh, cái đây là anh chưa qua mùa 1 nha. Mùa 1 là có thể giấu là cũng được nha. Mọi người, chưa ai có điện thoại hết. Sẽ vô nghĩa. Sẽ vô nghĩa. Khi mình sáng một người chưa có điện thoại là mình chỉ loại họ thôi chứ không lấy được điện thoại. Các bạn cứ đi tìm đi. Tôi đều có chứng thực. Chạy thẳng ra ngã tư Hàng Xanh mua 8 cái là xong. Anh cũng chơi về xe bản tên hết nhưng muốn biết nhé, xe bản tên như thế nào. Phải là một người giữ một cái. Sau đó mình lấy được mới hay. Sao tự nhiên có hai cái đập tường ở đây? Có chưa? Ủa? Có chưa? Ủa? Anh chỉ hỏi là có chưa thôi mà. Anh cầm đi em cho anh. Hả? Có hồi đi đánh người ta. Cái điện thoại đó nó hình dạng sao vậy? Hồi nãy không có nói với em luôn, không biết. Hello bé ơi. Bé điện thoại ơi. Ủa chẳng lẽ mới bắt đầu mùa 2 mà su cà na vậy hết trời. Tiễn ngược luôn. Bây giờ mình sức không lại người ta rồi. Máy tính. Phòng này khả năng là không có, bởi vì phòng này không thấy không decor đẹp. Phòng này chắc chắn không có, khẳng định luôn. Phòng này không có bởi vì không có một cái sự decor là đẹp để quy hình hết. Không đẹp luôn, phòng này không đẹp luôn. Nhưng một loạt phòng này không decor gì ta. Phải có khả năng là nhiều khi người ta đã vào đi rồi. Không có. Ha ha ha!
Ừ. Có chưa anh? Em có chưa? Dĩ nhiên là chưa có rồi, anh nghĩ sao mà em có nè. Không có gì chưa? Đâu, đưa xem nào. Rồi, ê, ê. Chúa, mệt ghê. Không có được bố em. Để xuống khu đó, để anh xuống khu đây. Rồi. Hỏi gì ta? Không có. Bây giờ trong phòng không có. Thì chắc chỉ có thể. Sao mà anh gói không vậy nè? Không có ta. Không thể nào được. Khó vậy. Thôi, chắc đi xé bằng tên thôi. Kiếm đồ ăn thôi. Phát sẽ xé sau cùng. Phát nó sẽ sức rất là đau. Phát ơi. Phát, Phát. Chắc mình phải gặp nhau ở trận cuối cùng rồi. Sớm cho đi giết đi. Anh em với anh hả? Đi bây giờ đi lùa gặp ai giết rồi đó. Lùa không? Thôi. Đi lùa. Đấu cuối cùng. Ok không? Ok, điêu nha. Dạ, điêu. Điêu. Yeah!
chết. Chết. Nghe đồn em có nhiều điện thoại lắm. Hả? Lùa hết. Đừng bố lắm vậy. Chưa tìm được. Thôi thì Ngọc xé phát luôn đi cho lỡ. Vô đây. Đây, khoan để từ. Cẩn thận, bởi vì năm nay là Phát đã tuyên bố với truyền thông rồi. Phát sẽ không nhường Lan Ngọc quá nhiều năm Ngọc ngoái. Ngọc cũng không cần nhường nữa. Ok. Bây giờ lỡ rồi, tập rồi. Ok Ngọc chơi tới bớt. Sau 3 phút nữa, chuông nó sẽ vang lên. Lan Ngọc loại. Ok. Ngân tìm được mấy cái rồi? Chị chưa có. Chỉ có một mình em có thể khám xét chị được thôi. Chị Ngọc, đứng im. Trời ơi, chị nói không có mà, có là chị để cho em rồi. Em rồi. Trời ơi. Ninh Dương Lan Ngọc loại. 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 Ai giết Lan Ngọc vậy? Trương hả? Huy hả? Có cái điện thoại đâu chưa? Bây giờ sao? Bây giờ đi xuống dưới xử mấy người kia đi. Chắc vậy. Chắc có điện thoại rồi. Mình hợp lực. Chắc trước. Lady first. Cách xa nhau 2 mét. Ủa anh sao? Trời em xếp bản tin anh. Lỡ anh đi sao rồi? Em anh xếp em sao? Hai đứa mình đi song song. Anh là người uy tín lắm. Thôi. Mời em. Uy tín thôi là không có giá trị trong trò chơi này. Giờ mình cùng đi. Rồi. Tự nhiên bây giờ hai đứa mình lại vô thế nguy hiểm vậy. Đấy, đi bình thường. Đi bình thường thôi. Em sao không ạ? Sao? Kìa. Dạ? À, Jun. Đúng rồi, Jun. Có không? Có một cái. Là sao? Là bây giờ ba đứa mình đi kiếm Jack hay là hai Jack đứa ở trên tầng trên á. Đi lên luôn. Đi. Không xé. Ê, sao bạn không có em? Em không có chịu đi, em cứ trốn của đó sao mà bạn với em. Sao bạn nào mà không có em? Đoàn viên. Anh ngồi, em sợ. Thôi vậy thôi à. Em đánh tay nhau thôi. Thôi bây giờ anh nói chuyện với em đàng hoàng đi. Đâu? Anh nói chuyện với. Ủa tự nhiên bây giờ quay vô em. Ê, chùm cuối tới. Anh muốn đi kìa. Anh Giang, anh cái điện thoại đây. Anh Giang, khoan, đừng thở. Sự đánh giá trí thông minh ảnh đi chạy bộ mỗi ngày mà bây giờ ảnh là người bị loại thứ hai.
cười tôi. 3-1 em ạ. À. Thì sao? Nào người anh em, hai chúng ta nào, đã lúc phải sinh tử rồi. Phải thôi. Phải mệt thôi. Lắm rồi. Vô. Chết tôi rồi. Trời chắc sao nó vô dụng vậy? Ông đấu với ông chưa? Ông Vinh chắc chắn luôn. Khoan dây xí đi, vậy thôi mình đấu với ông Vinh chứ không? Sorry. Đấu với ông. Sorry. Sorry chắc. Em sẽ được chắc. Ủa? Còn anh thì đứng thôi. Thì em chạy anh... nhanh thì em vô được. Anh chưa kịp chạy nữa. Ông Vinh văng anh vô con dế vậy. Anh quất luôn. Bây giờ mình đón xem ai sẽ vô nè. Còn Pháp, Thúy Ngân thôi. Ngân sẽ là người vô đây tiếp theo. Ủa nhưng mà Ngân với lại bây giờ anh nghĩ là Pháp với lại anh Vinh đấu trước á. Anh Vinh đấu trước, tại vì không ai dám đụng con gái trước hết. Em mệt quá, đấu con Vinh sao em tốn calo quá nè. Bây giờ là sao Ngân? Bây giờ ba mặt một lời. Hai người xem với nhau. Hai người xem với nhau. Không. Chứ giờ em con gái mà. Bây giờ nè, không. Anh sẽ đứng ngoài cho hai người xé nhau. Tại vì anh đã xé xong Huy rồi. Nhiệm vụ của anh sao? Ủa anh nói vậy là em xin phép bay vô xé anh đó nha. Mới. Trời ơi. Anh em với anh hả? Đi bây giờ đi lùa gặp hai chiếc ở đó. Đi lùa không? Thôi. Đi lùa gặp hai chiếc. Tao mày đấu cuối cùng. Ok không? Ok, điêu nha. Dạ, điêu. Điêu. Gì vậy? Ba
quá, em thấy không được đâu. Ê! Ê! Rồi. Dạ, dạ, dạ. Ông Dương cũng khỏe lắm, dạ, không chấp hai được, Dương xích. Dạ, dạ, dạ. Ông Dương cũng khỏe lắm, dạ, không chấp hai được, Dương xích. Ok. Ôi, chết vậy, được ta. Chưa, em đứng lại chấp em một tay. Em đứng ra ngoài. Phát rồi. Chưa, đứng ra ngoài. Ủa bây giờ là ai thắng vậy trời, lâu quá ta. Theo như tình huống đây hiện tại diễn ra là Liên Phát. Sao? Thì nói vậy gái, Thúy Ngân thắng. Rồi ai Ngân? Ngân rồi. Ngân ở đây. Rồi tôi là Ngân. Là một mình em. Phát, yeah. Phát à, đồ, Phát à. Em là Ngân hay là Phát? Em là Ngân hay là Phát? Phát lại vào là Phát á hả? Ba ba. Ba ba. Ok. Rồi kết quả sẽ như thế nào? Rồi vô đi. Hey, vô rồi. Wow. Nhìn đi. À, nhìn đi. Cái mặt Ngân giả bộ làm mặt tội. Ngân nói vậy là nó thua. Vậy là bé Ngân thắng. Chúng tôi đã quá rành bà Phát rồi. Phát ơi. Em dài gái em lại chấp một tay. Phát từ, Phát từ, đây. Mọi người nói anh dài gái lắm. Đây, Phát. Nhưng mà mùa này Phát không hề. Đâu có nhường Ngân đâu. Đây. Không. Bốn cái bên kia cũng có kìa. Phát ơi. Hai đêm như đòi giải thưởng. Làm được, có chuyện đó. Đây là phải là lô tô được kinh trùng chi đều. Đúng rồi. Phát thua. Ủa? Em đã xén Ngân. Em đã xén Ngân. Yeah! 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 Đứng lại, đứng lại. Đã kêu đi ra ngoài. Đang qua anh chấp một tay. Đang vô thế giống cái điêu lúc đầu. Đâu biết đâu. Kêu đi ra ngoài để chấp một tay vô cho sắp lá cà. Chơi lại được không? Được không? Quay lại được không? Dạ đó. Dạ đó. Ồ đẹp quá. Vậy là cũng giàu lắm đó nha. Sướng ta. Nguyên một mùa một không bao giờ có cảm giác này. Ê đừng nói xài. Được tiên đó. Em nói thật lòng em á, là hôm nay em là người đặt lòng tin sai chỗ. Vì cái sự lòng mất lòng tin đó nên em đi đánh lừa lòng tin của tất cả mọi người. Trời ơi. Wow, đây là cô bé chăn cừu. Thôi nói chung là cô gái mới này đã có một sự trải nghiệm mới cho chương trình ngày hôm nay. Trời rồi.